chúng con xin tạ ơn Chúa ý quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi bao điều. Chúng con đây là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao Chúa hiển chi đời đời. Vì tình Chúa đã chung Chúa trong trái tim mẹ, luôn chịu mến mãi cứu giúp Chúa trên nguyện cầu. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Yêu Chúa nào biết chi bao Chúa đời là Chúa. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Peter Lê Thanh Quang và audio sách đạo. Lòng Chúa thương ôi buồn dịu, tên Chúa trên muôn thần linh, muôn an vui chan chứa ân ơn không ngơi. Muôn an vui chan chứa ân ơn không ngơi. Trích sách sáng thế. Chúa là Thiên Chúa phán: đàn ông ở một mình không tốt, ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Adam để coi ông gọi chúng thế nào. Và sinh vật nào Adam gọi thì chính đó là tên nó. Adam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muôn thú. Nhưng Adam không gặp một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Adam ngủ say, và khi ông đang ngủ, người lấy một xương sườn của ông và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Adam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Adam. Adam liền nói: bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Hạnh phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào luôn ăn ở theo đường lối của Người. Công qua tay bạn làm ra sẽ được an hưởng mãi mãi, phước hạnh miên man và may mắn tràn lan. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Hiền thế bạn cũng tựa cành nhỏ đầy hoa trái, ở nội cung gia thân trong nhà lớn của bạn. Nhưng con cái tựa trôi non xanh mọc như ngành ô liu, quây quần chung quanh ngồi chân kính bàn ăn. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Này phúc lộc để dành người kinh sợ Thiên Chúa, từ Sion xin Chúa chúc lành xuống cho bạn.
bạn sẽ được nhìn thấy khung cảnh huy hoàng thành đô Jerusalem trong suốt cả cuộc đời. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Bạn sẽ được sống thật bên lâu cùng con cháu, và bạn sẽ nhìn thấy những con cháu lũ đàn. Xin muôn an bình sẽ đến như nguồn ước lời cầu chúc cho Israel, cho đất nước bình an. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, đấng trong một thời gian bị hạ xuống kém các thiên thần là Đức Giêsu, chúng ta thấy người được triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của người. Để nhờ ơn Thiên Chúa, người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho đấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chân, đấng thánh hóa và những người được thánh hóa, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế, người không hổ thẹn gọi họ là anh em. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lời Cha là chân lý, xin hãy thanh hoa chung trong sự thật. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Môsê đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bây giờ Chúa Giêsu đáp lại: chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai, mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ? Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó, và người bảo các ông: ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình
đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Bấy giờ, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giê-xu để người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giê-xu bất bình và bảo các ông rằng, hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó. Rồi người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn, chị em, các bài đọc Chủ nhật thứ 27 mùa thường niên năm B nói cho chúng ta về đời sống gia đình. Thiên Chúa là tình yêu và Ngài đã sáng tạo con người theo hình ảnh của Chúa để con người có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm và đặc biệt là có tình yêu. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Vì vậy mà sau khi sáng tạo Adam xong, thì Chúa nói đàn ông ở một mình không tốt, ta sẽ tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Và Adam đã tìm các súc vật đặt tên cho nó, nhưng mà không có con vật nào có thể làm nội trợ, có thể chia sẻ tâm sự mọi thứ được. Và cuối cùng, giữa bao nhiêu tạo vật Adam không có tìm được, thì Chúa đã cho Adam ngủ say và lấy một xương sườn của ông để đắp thịt vào và tạo nên Eva. Ở đây chúng ta nghe cái câu kết của sách Sáng Thế chương 2. Adam nói, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ vì bởi người nam mà ra. Vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình và cả hai nên một thân thể. Như vậy, người phụ nữ và người đàn ông là cùng một bản thể, cùng một chất thể. Là con người có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm, có tình yêu để yêu thương nhau và trở nên một. Bởi vì trong tình yêu, người ta muốn ở gần nhau và trở nên một với nhau. Đây là cái tình yêu bắt nguồn từ ba ngôi Thiên Chúa. Ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một Thiên Chúa duy nhất. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên dù ba ngôi vị khác nhau, nhưng trở nên một Thiên Chúa duy nhất, chứ không phải là ba Thiên Chúa. Vì vậy, khi Chúa sáng tạo con người, khi chúng ta sống ở trong tình yêu, chúng ta muốn trở nên một với nhau. Khi không có tình yêu, thì không giống Chúa, thì dĩ nhiên là không có ở đời đời với Chúa được. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Và đó là câu trả lời của Chúa Giê-xu ở trong bài Phúc Âm. Khi những người biệt phái tới đặt vấn đề với Chúa Giê-xu là có được phép ly dị vợ mình không? Và Chúa đã khôn ngoan hỏi họ là Mô-xê đã truyền cho các ông thế nào? Bởi vì họ tôn trọng những cái luật của Mô-xê. Nhưng mà sách Sáng Thế cũng là một trong bộ ngũ thư, Sáng Thế, Xuất Hành, Dân Số, Lê Vi và sách Thứ Lục hay là Đệ Nhị Lục là năm cuốn sách lục của Mô-xê. Thì trong đó, Mô-xê cho phép ly dị. Chúng ta nghe Chúa Giê-xu trả lời. Đây là sự cứng lòng của các ông mà Mô-xê mới viết cái điều luật đó. Chứ khởi đầu cuộc sáng tạo, Chúa chỉ tạo dựng một người nam, một người nữ
bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và cả hai người sẽ nên một huyết nhục. Đã trở nên một rồi, thì không thể phân rẽ được. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, con người không được phân ly. Đó là mệnh lệnh của Chúa, và cũng là cái bản tính của con người khi Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúa, để yêu thương là phải trở nên một mới giống Chúa được. Mà đã trở nên một rồi thì không được phân ly. Giống như những tấm ván đã ghép lại với nhau thành một con thuyền để chở nguyên một gia đình vượt đại dương. Bây giờ ở giữa đại dương, các tấm ván này muốn tách ra để không còn là một con thuyền nữa, thì tất cả đều là nạn nhân. Vì vợ tách ra, chồng tách ra, con cái bị bỏ rơi và trở nên mồi ngon cho thú dữ, cho ma quỷ. Đó là những sự thật mà xã hội chúng ta đang chứng kiến, bao nhiêu cái thảm họa của những cuộc ly dị. Vì người ta không còn tin nhau, không còn yêu nhau, không còn sống đúng cái bản tính mà Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên Chúa Giêsu trả lời cho những người biệt phái biết bởi sự cứng lòng của các ông. Sau khi Adam Eva phạm tội thì không nhận ra Thiên Chúa là cha của mình, cắt đứt sự liên hệ với Chúa, cho nên cũng không còn cái tình yêu với nhau. Cho nên trong gia đình đã trở nên một cái nơi mà mạnh được yếu thua. Xã hội cũng trở nên nơi đấu tranh mạnh được yếu thua. Giống như ở trong cái lục rừng, ở trong rừng thì con vật nào mạnh hơn thì nó chiến thắng. Con nào yếu hơn thì bị những con lớn nó ăn thịt, những con cọp, con hổ nó dữ dằn hơn, những sư tử nó dữ dằn hơn, thì nó tấn công những con vật khác. Gia đình xã hội của con người cũng vậy. Không có tình yêu, không nhận ra Thiên Chúa là cha, thì dĩ nhiên sâu xé với nhau. Và đó là cái thảm họa mà chúng ta thấy trong thế giới của chúng ta suốt dòng lịch sử, là đa thê. Người đàn ông mạnh hơn được làm vua, làm chúa, hoặc là giàu có quyền lực thì có nhiều vợ. Ngay cả ngày hôm nay vẫn còn những chế độ cho chính thức bốn vợ, chưa kể là những người bồ bịch lung tung ở chung quanh. Như vậy, do sự cứng lòng của con người mà Môi-se cũng như những người Do Thái thời đó ở trong cái môi trường là đa thê. Đa thê hầu hết trên toàn thế giới. Do đó, Môi-se cho phép ly dị. Mà ly dị ở đây không phải là người phụ nữ có quyền ly dị, mà ở đây là dành cho người nam không muốn ở với người nữ đó nữa. Bởi vì Môi-se đưa cái luật một vợ một chồng, mà không có thể chấp nhận được người vợ đó thì cấp cái giấy ly dị để cho người nữ đó được ra đi, và người đàn ông đó có quyền lấy người vợ khác, chứ không phải là người nữ có quyền ly dị để ra đi lấy chồng khác. Chúng ta phải xét lại cái hoàn cảnh của ngày xưa. Nó khác với cái ngày hôm nay là cả nam cả nữ đều có quyền ra tòa ly dị. Còn ngày xưa chỉ có người nam trong cái xã hội Do Thái, thì người nam mới có quyền ra tòa để ly dị. Nhưng ở đây Chúa Giêsu xác nhận là ai bỏ vợ mình mà lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng lấy chồng khác cũng phạm tội ngoại tình. Vì ngay từ đầu, Chúa chỉ tạo dựng một Adam, một Eva,
một vợ một chồng, và điều gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân rẽ. Đó là mệnh lệnh của Chúa, hôn nhân do chính Chúa tạo dựng nên, khi Chúa tạo dựng Eva cho Adam, và cả hai đã trở nên một xương một thịt, không có còn là hai nữa, mà là một. Vì vậy, chúng ta suy niệm lời Chúa hôm nay để chúng ta sống đúng lời dạy của Chúa khi Chúa thành lập gia đình có vợ, có chồng. Để trong cái môi trường của gia đình, con người mỗi ngày nên giống Chúa hơn, nghĩa là có tình yêu vô điều kiện. Và trong cái xã hội nhân loại đã bị nhiễm độc bởi tội nguyên tổ là nghiêng chiều về ích kỷ và những đam mê bất chính. Cho nên, đa số thế giới là đa thê, rồi những việc bạo hành ở trong gia đình, người chồng mạnh hơn, đánh đập vợ, hoặc là hành xử một cách bất công, độc đoán trong gia đình. Thì ngày hôm nay, trong cái văn minh Kitô giáo mà Đức Kitô mang đến, thế giới đang đi dần trở lại một vợ một chồng như từ ban đầu Chúa đã tạo dựng. Nhưng khổ nỗi khi người nữ được cổ võ, được tôn vinh, ngang hàng với người nam, bình đẳng, bình quyền, thì tình trạng ly dị lại càng khủng hoảng hơn, càng ngày càng khủng khiếp hơn. Nhiều nơi ở trên đất Mỹ, nhiều cao ti, nhiều quận mà người ta thấy không phải 50% ly dị, mà lên tới 70-80%. Người ta sống chung với nhau không có hôn thú, rồi không thích thì chia tay. Cho nên các em bé là nạn nhân của những cuộc chia tay. Một lớp học chúng ta bước vào mới thấy là chỉ có 20-30% các em có đầy đủ cha lẫn mẹ. Còn lại đa số 70-80% là những gia đình đã đổ vỡ. Các em không có một gia đình, một đời sống ấm no hạnh phúc trong một gia đình. Mặc dầu vật chất đầy đủ, của ăn không thiếu, nhưng mà tình yêu của cha và mẹ các em không có. Bởi vì cha mẹ đã chia tay. Và nhiều em bé còn đau khổ hơn là không có cả cha lẫn mẹ, mà phải ở với ông bà nội, ông bà ngoại. Không phải là cha mẹ chết, nhưng mà cha mẹ dính vào thuốc phiện, vào bao nhiêu những tội ác, rồi vào tù, và không có trách nhiệm gì với con cái hết. Đó là những sự thật mà bao nhiêu người đang phải chịu cái khốn cùng trong xã hội ngày hôm nay. Cho nên, chúng ta nghe bài đọc thứ hai, Chúa đã tự hạ mình xuống để chịu chết thay cho mọi người. Ngài là nguyên nhân, là cùng đích, là Alpha và Omega, là đấng cứu độ chúng ta. Ngài đến để thánh hóa chúng ta, đưa chúng ta trở về với Chúa, nhờ Chúa Giêsu Kitô dạy chúng ta học nơi Ngài hiền lành khiêm nhường. Như một em bé, tùy thuộc vào Chúa, vâng lời Chúa để chúng ta xây dựng lại cái đời sống của chính mỗi người chúng ta, có sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu để thực hành ý của Chúa, chứ không phải ý riêng của mình. Vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa để sống đời đời với Chúa. Chúa là nguồn hạnh phúc duy nhất của chúng ta. Và từ đó, chúng ta mới học được cái tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, như Đức Kitô đã mang tình yêu đó đến cho nhân loại chúng ta, để chúng ta biết yêu thương vô điều kiện, chúng ta biết đến để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính chúng ta. Có như vậy, đời sống của chúng ta mới trở nên những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa, và mỗi gia đình đều thể hiện cái tình yêu của Đức Kitô đối với dân thánh của Chúa, đến độ hy sinh chết cho
tất cả những ai tin vào Chúa, để mọi người được cứu độ, được thánh hóa. Người chồng đến với vợ để yêu thương và phục vụ cho đến chết. Người vợ đến với người chồng cũng vậy, để yêu thương và phục vụ cho đến chết, để tạo nên một tổ ấm yêu thương. Và đó là hình ảnh cụ thể cho mọi người hiểu được tình yêu của Chúa Kitô đối với hội thánh và hội thánh đối với Đức Kitô. Mỗi bên đều nỗ lực để yêu thương cho đến chết vì người mình yêu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã làm điều đó cho hội thánh, và hội thánh cũng sẵn sàng chịu tử đạo, hy sinh vì Đức Kitô. Thì chúng ta trong đời sống gia đình cũng vậy. Hãy thể hiện cái tình yêu này để làm chứng nhân cho tình yêu của Đức Kitô trong đời sống phục vụ, yêu thương, muốn sự lành cho tất cả mọi người. Đó là hạnh phúc cho từng người chúng ta. Và đến với Chúa, chúng ta sẽ được hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc vì chúng ta sống trong tình yêu của Chúa nên giống Chúa thì mới hưởng hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc với Thiên Chúa tình yêu. Nhờ Đức Kitô và Thánh Thần tình yêu của Chúa thánh hóa biến đổi từng người chúng ta và thế giới hôm nay. Amen. Đời người trong phai màu tàn như cánh hoa phù dung. Một mình Chúa ta là Alpha Omega. Chúa Cha và Chúa Con cùng Chúa Thánh Linh muôn đời. Amen. Đây lời xưa tuyên ăn, lời Thiên Chúa phán cùng A Dông. Ngươi vì ăn chay cấm, dày chuốc mang vào thân ăn trên. Ôi là kiếm cho tàn, thì rồi một mai Ngươi sẽ trở về, về bụi cho. Trong phai màu tàn như cánh hoa phù dung. Một mình Chúa ta là Alpha Omega. Chúa Cha và Chúa Con cùng Chúa Thánh Linh muôn đời. Amen. Con người như mây khói, một cơn gió thoáng là tiêu tan. Như quỳnh hoa tươi thắm, tàn heo sau một cánh khoe sắc. Duy mình Chúa trên trời, đời đời quyền năng, bền vững muôn đời từ ngàn xưa. Đời người trong vai màu tàn như cánh hoa phù dung. Một mình Chúa ta là Alpha Omega. Chúa Cha và Chúa Con cùng Chúa Thánh Linh muôn đời. Amen. Thưa quý vị thính giả, hôm nay ngày 6 tháng 10, Kính Thánh Bruno, Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót
Xin mời quý thính giả nghe câu chuyện về cuộc đời Thánh Bruno qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Bruno là đấng sáng lập dòng Chartreuse. Sinh khoảng năm 1035 tại Cologne, nước Đức và từ trần năm 1101 tại Calabria, miền Nam nước Ý. Chúng ta biết được rất ít về đời thơ ấu của ngài. Có lẽ ngài thuộc gia đình quý phái The Houtenfeld và được giáo dục ở trường Thánh Cunibert tại Sinh Quán. Sau đó, dường như ngài đã bỏ Cologne để theo học tại Reims và từ đó tiếp tục học triết ở Tours. Sau này chúng ta biết ngài làm thủ lãnh các trường Reims, làm trưởng ấn địa phận và làm kinh sĩ tòa tổng giám mục. Chắc chắn ngài là một trong những học giả lừng danh thời đó. Nhiều người đã tới Reims để thụ giáo với ngài. Trong số đó có Hugues de Chantillon, là người sẽ trở thành giáo hoàng với danh hiệu Urbano đệ nhị. Các sách chú giải về Thánh Vịnh và các thư Thánh Phaolô là những tác phẩm chúng ta còn lưu giữ được, chứng tỏ Thánh Nhân là một học giả có thế giá và là người hiểu biết tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái. Vào thời của ngài, ít có người hiểu biết được như vậy. Ngoài tài trí thông minh, Thánh Nhân còn nổi tiếng đức hạnh. Ngài mến mộ thinh lặng cầu nguyện, nên được chọn làm kinh sĩ tại Thánh đường Cunibert ở Cologne. Nhưng Chúa thường thử thách những kẻ người thương. Kể từ khi Đức Tổng giám mục Chevers qua đời năm 1068 và Manasses được đặt kế vị. Manasses là một người khô khan và hung bạo, đã chiếm ngai tòa giám mục nhờ việc buôn bán thần thánh. Bruno đứng đầu những nhóm kinh sĩ chống lại và bị triệu về Roma. Manasses trả thù bằng cách tịch biên tài sản và buộc các ngài phải rời khỏi thành phố. Bruno trốn về một nơi gọi là Roger, ở tại nhà một người bạn tên là Adam. Lần kia, trong khi đi dạo tại vườn nhà Adam, Bruno với hai người bạn là Ralph và Fuchus đã bàn về bản chất giả tạo của các thú vui trần thế và niềm vui của đời sống chiêm niệm. Lửa nhiệt tình bùng cháy, họ quyết định sẽ bỏ thế gian để sống đời cầu nguyện ngay khi nào hoàn cảnh cho phép. Nhưng rồi, Fuchus phải đi Roma để trình bản cáo trạng Tổng giám mục. Bruno không thể bỏ Reims khi Đức Tổng giám mục còn tại vị. Cuối cùng, khi Đức Tổng giám mục bị truất ngôi, chỉ còn Bruno trung kiên với dự tính. Sau khi Manasses bị truất ngôi, vị đặc sứ tòa thánh muốn đặt Bruno làm Tổng giám mục. Nhưng lúc ấy, Thánh Nhân đã trốn khỏi Reims cùng với 6 người bạn, tới một nơi gọi là Sheke Fontana. Ngài ở gần tu viện Molesme, là nơi Thánh Roberto làm đan viện để sống đời khổ tu và chuyên cần cầu nguyện. Có lẽ Bruno là tu sĩ của tu viện này một thời gian ngắn. Tuy nhiên, Bruno đã không ở lâu tại Sheke Fontana. Ngài thấy đời sống đan viện không thích hợp với nguyện ước của mình. Ngài muốn sống cô tịnh trầm lặng hơn, kết hợp mật thiết với Chúa hơn, nên muốn tìm một nơi xa vắng hơn để khỏi bị du khách quấy rầy. Năm 1084, ngài cùng với 6 người bạn tìm đến miền núi Savoy. Trên đường đi, các ngài dừng chân lại Grenoble để tham khảo ý kiến đức cha Hugues de Chantenus, một học trò cũ của ngài. Vị giám mục thánh thiện đã mơ thấy 7 ngôi sao sáng trên một miền xa thuộc dãy núi Satuze. Biết rằng Bruno cùng với 6 người bạn của ngài là những ngôi sao ấy, đức cha đã không chần chờ dẫn họ ngay tới nơi mà giấc mơ đã chỉ cho ngài. Đây là một nơi đủ yên tĩnh. Bruno và các bạn liền cư ngụ tại đó. Các ngài đã làm một nhà nguyện nhỏ và 7 cái lều chung quanh. Đó là bước đầu của một tu viện lớn vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, là nhà mẹ của một hội dòng mang tên Chartreuse. Hội dòng này
ngày càng phát triển và tồn tại cho đến ngày nay. Thánh Bruno đã quá lừng danh và không thể yên thân được lâu. Năm 1090, Đức Giáo Hoàng Urbano Đệ Nhị, một học trò cũ của Ngài, đã nhớ đến thầy cũ và triệu về Roma làm cố vấn. Mặc dầu ở giáo triều, Thánh Nhân luôn nhớ đến các tu sĩ của Ngài. Ngài cầu nguyện cho họ và thường xuyên viết thơ khích lệ. Ngài nói, anh em rất thân mến, anh em hãy vui mừng vì số phận rất hạnh phúc của anh em và vì các ơn dồi dào Chúa đã rộng ban cho anh em. Anh em hãy vui mừng vì thoát khỏi bao hiểm nguy đắm chìm của biển động thế gian này. Anh em hãy vui mừng vì được ở trong bến an toàn và nơi phẳng lặng của ẩn dật, là nơi nhiều người đã ao ước đến, nhiều kẻ cố sức đến mà không được, nhưng lại bị loại ra vì tất cả không được ơn trên ban cho. Vì vậy, hỡi anh em, xin hãy xác tín điều này. Một khi đã được hưởng điều thiện hảo đáng ước ao như vậy rồi, và lý do nào đó mà bị mất đi, thì chẳng ai mà không buồn tiếc mãi, nếu như họ còn bận tâm lo lắng đến phần rỗi linh hồn mình. Một năm sau, Ngài xin Đức Giáo Hoàng cho được trở lại nếp sống ẩn tu. Đức Giáo Hoàng cũng sớm nhận ra rằng không có chỗ trong giáo triều dành cho Bruno. Ngài ban phép cho Thánh Nhân rời Roma với điều kiện là phải có mặt tại nước Ý. Trong thời gian vắn vỏi tại giáo triều, Thánh Bruno đã gặp nhà quý tộc Roger miền Sicily. Khi rời Roma, Ngài đến cư ngụ ở nơi nhà quý tộc hiến cho tại La Torre miền Calabria. Ngài thiết lập ở đó một tu viện thứ hai theo kiểu mẫu dòng Chartreuse. Thánh Nhân từ trần ngày 6 tháng 10 năm 1101 tại đan viện mới này, khi chưa có dịp trở về thăm tu viện thứ nhất của Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi Thánh Linh Mục Bruno phụng sự Chúa trong nơi vắng lặng. Xin nhận lời Thánh Nhân truyền cầu mà ban cho chúng con, dù đang sống giữa cảnh đời ồn ào náo động, cũng luôn biết hướng lòng về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Hãy
truyền cho khắp muôn người. Tựa những môn đệ đầu tiên từ bỏ con đường thân quen, bỏ lại tất cả đi theo Chúa mọi Đài Phát thanh xin thông báo. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót có tổ chức chuyến hành hương và tĩnh tâm tại Việt Nam từ ngày 11 tháng 2 2025 đến 22 tháng 2 2025 và chuyến hành hương Brazil Argentina từ ngày 21 tháng 4 2025 đến 28 tháng 4 2025. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website radioltxc.org hoặc gọi cho chị Lan Chi số phone 405-973-6348. Chân thành cảm ơn quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng suy ngẫm các mầu nhiệm mần côi trong tháng 10. Trích sách Học biết để yêu mến mẹ Maria của Linh mục Francisco Xavier Trần Kim Ngọc, dòng Đa Minh, do Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện với giọng đọc của Maria Kim Thúy. Ngày 6 tháng 10. Ý nghĩa siêu việt của Kinh Kính Mừng. Mẹ Maria là hiện thân của Thiên Chúa giữa loài người. Ý nghĩa thứ hai siêu việt hơn ý nghĩa thứ nhất trong mầu nhiệm Maria mà chúng ta đã biết nơi đây. Mẹ Maria là hiện thân của ngôi ba Thiên Chúa ở giữa loài người. Nên khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi là chúng ta ca tụng Thiên Chúa trong tình yêu mà Người đã thể hiện giữa loài người, nơi ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Ngôi Ba hiện diện giữa loài người trong xác Thánh Maria để tỏ lộ tình yêu Thiên Chúa nơi ngôi hai nhập thể, hầu cho tình yêu Thiên Chúa được duy trì và tái sinh sự sống cho nhân loại trong chính ngôi hai và bởi ngôi Ba. Đọc Kinh Kính Mừng là ta tha thiết xin ơn cứu rỗi. Chúng ta đã biết rõ sự sống của ngôi hai trong xác phàm được phục sinh bởi ngôi ba. Vậy khi ngôi hai đã sống lại vinh hiển thế nào thì sự sống của loài người cũng được vinh hiển như vậy bởi ngôi ba. Điều này lại nhắc chúng ta nhớ lại lời trăn trối trong phút cuối cùng của Chúa ngôi hai là loài người phải được tái sinh trong cung lòng mẹ đồng trinh Maria. Thế nên trong ý nghĩa thứ hai của Kinh Kính Mừng, mẹ Maria đã dạy loài người ca tụng tình yêu lạ lùng của Chúa, sự tái sinh, sự sống cho chính nhân loại tội lỗi trong sự sống Đức Kitô, bởi tình yêu là Chúa Thánh Thần. Cùng với ý nghĩa này, khi đọc Kinh Kính Mừng là chúng ta đã tha thiết xin được cứu rỗi bởi tình yêu Thiên Chúa trong nhân loại. Giai thoại
Đức Mẹ đi tu 15 năm. Có nhiều tác giả danh tiếng như Sere, Kro, Raymond dòng tên, Nike dòng tên đã tường thuật câu chuyện hy hữu sau đây. Nữ tù Beatrix tuy đã ở phước viện Phong Rô, vẫn chưa dứt mùi tục lụy cay đắng. Thiếu nữ đã phải lòng một thanh niên và quyết trốn theo chàng để thỏa tình nguyệt hoa. Nàng có nhiệm vụ giữ cửa nhà dòng nên trước khi bôn đào đã đến một tượng Đức Maria gửi bộ khóa lại. Nàng qua vùng kế cận để buông theo nghiệp phấn hương. Sau 15 năm giang hồ, ngày kia, nàng gặp người cung cấp lương thực cho nhà dòng. Khi đã điều tra kỹ lưỡng và biết chắc chắn người kia không rõ tông tích mình, nàng hỏi đương sự có biết dì Phước Beatrix không? Tôi biết rõ dì Phước ấy lắm, dì là một thánh sống. Anh chàng đáp. Và thêm, hiện giờ dì là bề trên tập viện. Nghe vậy, từ ngơ ngác đến kinh hãi, Beatrix không hiểu biết ất giáp gì hết. Nàng thay đổi xiêm y, ẩn hình khách lạ và đến dòng tìm hiểu điều bí ẩn. Khách bấm chuông xin gặp nữ tu Beatrix. Người ra gặp chính là đức trinh nữ mà nàng khi trốn phước diện theo trai đã để dưới chân bộ chìa khóa và áo nhà tu. Mẹ Thiên Chúa dịu dàng bảo, Beatrix con nào biết là để bảo toàn danh giá cho con, mẹ đã mang lốt hình hài giống con, và trong 15 năm, con ở ngoài dòng và xa Chúa, mẹ đã chu toàn mọi phần vụ thay thế cho con. Con gái của mẹ, con hãy trở lại dòng và ăn năn hối cải. Con mẹ vẫn còn chờ đợi con. Con hãy nỗ lực duy trì danh thơm mẹ đã tạo cho con bằng đời sống gương mẫu. Nói đoạn, người biến mất. Beatrix vào tu lại. Để tỏ lòng biết ơn và đền ơn đấng đã tỏ lượng khoan hồng phù trợ, nàng đã sống chuỗi ngày còn lại hết sức thánh thiện. Trước khi chết, nàng kể lại tự sự và không quên nêu lên như một lời chối. Gặp hoàn cảnh nào và bất cứ sao sao đi nữa cũng phải luôn luôn chào kính mẹ bằng kinh Mân Côi. Tôi đã đọc kinh Mân Côi hằng ngày. Các bạn cũng phải đọc kinh cứu rỗi đó hằng ngày. Lời nguyện. Kính lạy mẹ Mân Côi yêu dấu. Lòng từ bi của mẹ thật bao la như biển Thái Bình. Chúng con đang ngập sóng lân ái đó và nguyện chết ngất đi trong tình yêu của mẹ. Nguyện luôn luôn chào yêu mẹ bằng kinh Mân Côi. Hai ngàn đóa hoa con kính dâng lên mẹ, đơn sơ con dâng tâm tình con thơ bé, ca khen danh mẹ nữ vương muôn ngàn hoa, tiếng con ca mừng rộn rã dội vang xa. Dâng hoa dâng hoa, dâng hoa dâng hoa, tay con nhỏ bé nhưng muốn dâng mẹ ngàn hoa. Dâng hoa dâng hoa, dâng hoa dâng hoa, lòng con thao hiếu xin kính dâng mẹ muôn tiếng ca. Dâng hoa dâng hoa, dâng hoa dâng hoa, tay con nhỏ bé nhưng muốn dâng mẹ ngàn hoa. Dâng hoa dâng hoa, dâng hoa dâng hoa, lòng con thao hiếu xin kính dâng mẹ muôn tiếng ca. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Cha Tôi, Đức Hồng Y Francisco Xavier, Nguyễn Văn Thuận.
của tác giả Đức ông Phaolô Phan Văn Hiền do Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện với giọng đọc của Cecilia Vân Yên, Anna Thúy An, Phaolô Kinh Quyền và Phaolô Đăng Khoa. Chương 7 Thập giá cuối đời. Ngày 18 tháng 3 năm 2001, Ngài trở về lại Roma sau 2 tuần lễ đi thăm viếng bà cố tại Úc và cộng đoàn Việt Nam tại Orange County ở California. Như thường lệ, tôi đón Ngài ở phi trường. Trên đường về, Ngài kể chuyện về bà cố và thánh lễ mừng Ngài nhận tước vị Hồng Y tại Sydney ở Úc và Orange County ở Mỹ một cách hứng thú. Nhưng trên nét mặt của Ngài, tôi vẫn nhận ra một sự mệt mỏi khác thường. Tôi cố gắng giải thích sự mệt mỏi này là do chuyến bay lâu giờ từ Úc qua Mỹ, rồi từ Mỹ về Roma. Nhưng vẫn không thể nào không nghĩ tới lý do bệnh hoạn của Ngài. Mặc dù biết rõ, Ngài luôn sẵn sàng chấp nhận mọi nghịch cảnh và nhiều lần nhắc bảo tôi hãy sống tin tưởng phó thác vào Chúa. Nhưng tâm hồn tôi vẫn tràn ngập âu lo. Đúng là con người, yếu đuối thật. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho Ngài và xin Chúa thêm sức mạnh đức tin cho tôi. Và với kinh nghiệm này, tôi cảm nhận một cách thấm thía khi phải đụng chạm với những hoàn cảnh sâu xé đời mình. Sống đức tin nhiều lúc không phải là chuyện đơn giản như khi mình khuyên bảo người khác. Hiểu và sống là hai chuyện khác nhau. Hay nói cách khác, thực hiện được những điều mình hiểu biết vẫn luôn là một hành trình đầy chông gai, đòi hỏi nhiều quyết tâm và cố gắng liên lỉ. Vì thế, nhiều người đã không ngần ngại gọi con đường dài nhất trong cuộc sống của mỗi người là con đường từ lỗ tai đến bàn tay. Thật không sai chút nào. Sau khi tham dự lễ tấn phong giám mục của Đức cha Crepaldi, thư ký của Bộ Công lý và Hòa bình, và giảng lễ mở tay cho Đức tân giám mục tại Rovigo, quê quán của Đức cha mới, Ngài đến thăm các cha thừa sai tại Paris để chia sẻ niềm vui được Chúa thương cân nhắc lên tước vị Hồng Y, và đồng thời cảm ơn các vị thừa sai đã đem tin mừng đến Việt Nam. Cũng tại nơi đây, các cha sinh viên Việt Nam lại có dịp hàn huyên với Ngài và chia sẻ những tâm tình của mình về giáo hội và quê hương. Và trước khi lên đường đi Boston theo lời mời của Đức Hồng Y Bernard Law để tái khám lần chót trước khi mổ, Ngài đã dặn dò tôi: mình cố gắng tận nhẫn lực rồi sẽ thấy ý Chúa. Hiền cầu nguyện nhiều nghe. Cha qua đó sẽ gọi cho Hiền biết tin để bàn tính với nhau. Mọi sự phó thác vào Chúa. Ở nhà ai có hỏi, Hiền cứ nói là cha đi cầm phòng thôi. Cha không muốn làm cho mọi người phải lo lắng. Cha đi vào dịp nghỉ tuần thánh để khỏi mất nhiều ngày làm việc. À, cha mới tìm được bài 10 điều răn của linh mục do Hội đồng Giáo mục Đức biên soạn từ năm 1993. Cha cho Hiền để suy gẫm vào ngày thứ năm tuần thánh này, ngày kỷ niệm Chúa Giêsu lập phép thánh thể và chức linh mục. Sống được như vậy thì đời linh mục có ý nghĩa lắm. Và Ngài giao cho tôi một tờ giấy báo được cắt lại gọn gàng. Tôi đọc lướt qua thật nhanh. 10 điều răn của linh mục. Thứ nhất, những gì tôi sống trong tư cách là một linh mục thì quan trọng hơn những gì tôi làm. Thứ hai,
những gì Đức Kitô làm qua trung gian của tôi thì quan trọng hơn những gì do chính tôi làm. Thứ ba, những gì tôi với anh em linh mục cùng sống thì quan trọng hơn những gì tôi làm một mình, dù hăng say tới mức suýt bị mất mạng. Thứ tư, những gì tôi sống cho kinh nguyện và lời Chúa thì quan trọng hơn những tổ chức sinh hoạt bên ngoài. Thứ năm, những gì tôi sống vì lợi ích thiêng liêng của người cộng tác thì quan trọng hơn tất cả những công việc tôi làm cho lợi ích của riêng mình. Thứ sáu, hiện diện ít nơi nhưng thiết yếu để đem lại sức sống thì quan trọng hơn có mặt khắp nơi nhưng vội vàng và nửa vời. Thứ bảy, hoạt động cùng với người cộng tác thì quan trọng hơn là làm một mình, cho dù mình có nhiều khả năng hơn họ. Nói cách khác, hợp tác thì quan trọng hơn hành động riêng rẽ. Thứ tám, hy sinh thập giá âm thầm bên trong thì quan trọng hơn những thành quả đạt được bên ngoài. Thứ chín, mở rộng tâm hồn đến những thao thức của cộng đoàn, giáo phận và giáo hội toàn cầu thì quan trọng hơn chăm chú vào những bận tâm riêng, cho dù thiết yếu đến đâu đi nữa. Thứ mười, làm chứng về đức tin trước mặt mọi người thì quan trọng hơn tìm cách thỏa mãn thị hiếu của họ. Trích trong tập san Novel Chite số tháng Giêng năm 1993. Tôi đọc nhưng không tập trung tư tưởng được. Những dòng chữ cứ nhảy múa, quay cuồng. Tôi vội vàng cảm ơn Ngài với bộ mặt nghiêm trọng, không mấy hứng thú. Ngài phì cười và nói: "Chưa thời thứ sáu tuần thánh mà, vui lên chứ. Hay là muộn chịu đau đớn thay, như các sơ ở Hà Nội đây." Tôi bật cười với câu chuyện Ngài vừa nhắc lại và lập tức nhập cuộc với câu trả lời bằng kiểu nói miền Nam thật nhẹ nhàng, chậm rãi của chị Chính, dòng mến thánh giá chợ quán mà hai cha con vừa học được trong dịp chị đến dự lễ tấn phong hồng y vừa rồi. "Dạ, con không dám chịu đau đớn thay đâu. Con chỉ xin đồng hành với cha và cầu xin Chúa chan hòa với cha thôi." Và hai cha con cùng cười một cách thích thú. Ngài đi hãng máy bay Thụy Sĩ qua Zurich và đến Boston vào lúc 6 giờ rưỡi chiều ngày 10 tháng 4. Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, tôi nhận được điện thoại của Ngài báo tin đến nơi bình an và cho biết sẽ nhập viện vào ngày mai để làm các cuộc thử nghiệm. Đây là bệnh viện của giáo phận Boston mang tên bà Thánh Elizabeth. Và chỉ trong mấy ngày, các bác sĩ cho biết kết quả thử nghiệm hoàn toàn giống như những gì ở Ý đã tìm thấy và đề nghị giải phẫu để lấy cái bu ra. Ngài lại gọi điện thoại cho tôi để bàn tính chuyện giải phẫu. Ngài mở đầu: "Hiền ơi, Đức Hồng Y lo, Đức cha phụ tá Murphy và cả bác sĩ ở đây đề nghị cha mổ ở bệnh viện này. Hiền nghĩ rằng hả?" Tôi không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Ngài. "Cha thấy bệnh viện bên đó như thế nào? Và các bác sĩ có cho biết là phải ở lại bao lâu không?" Tôi hỏi như vậy vì nếu như phải điều trị lâu ngày thì Ngài nên về lại Ý để vẫn có thể điều hành công việc ở văn phòng trong thời gian tĩnh dưỡng. Ngài trả lời: "Họ cho biết chỉ cần điều trị thêm khoảng 10 ngày sau khi mổ thì cha có thể xuất viện được. Còn nhanh hơn lần cha mổ sàn thận ở bệnh viện The Mary nữa." Tôi ngập ngừng nói với Ngài: "Như vậy thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc của cha, tuy cha định liệu." Ngài ngưng lại một lúc rồi nói: "Cha nghĩ mổ ở đâu cũng vậy thôi. Đức Hồng Y và Đức cha Murphy cũng như các bác sĩ đều rất tốt
và nhiệt tình với cha. Chắc cha mổ ở đây. Họ quyết định mổ vào đúng ngày sinh nhật của cha, ngày 17 tháng 4 này. Hiền tính chuyện mua vé máy bay để tuần sau qua đây đưa cha về lại Roma. Nhớ đem cho cha mấy cuốn sách Đường Hy Vọng và Chứng Nhân Hy Vọng bằng tiếng Anh để cha tặng cho mấy ông bác sĩ ở đây. Hiền cầu nguyện nhiều cho cha nghe. Và ngài gác máy điện thoại. Tôi đi vào nhà nguyện, mắt nhắm lại, hai tay ôm lấy đầu và cầu nguyện cho ngài. Chỉ còn đúng một ngày nữa là ngài sẽ lên bàn mổ. Đầu óc của tôi lùng bùng, không thể nào tập trung được. Tôi chỉ thều thào: Lạy Chúa, xin gìn giữ người cha của con. Xin Chúa gìn giữ người cha của con. Rồi bất động lặng yên trước sự hiện diện năng động của Chúa trong ngôi nhà tạm uy nghi. Đúng 5 giờ 32 phút chiều ngày 17 tháng 4, trong tâm tình cầu nguyện thiết tha, tôi nhận được fax của ngài gửi về với nội dung như sau. Bây giờ là 7 giờ 20 sáng bên này. Cha đời ông giám đốc lên để làm lễ có ông dự. Rồi 11 giờ 30 là vô phòng mổ. Bác sĩ mổ phải nhận là khó và nghiêm trọng. Họ cũng nói chỉ có mổ ra mới biết được. Mình phải kỹ giấy nhận cả tình huống xấu như là phải mang túi. Nhưng thấy sự tận tình của họ thì thật là quý hóa quá. Từ 6 giờ 30 đến bây giờ đã có 3 phái đoàn bác sĩ vào hỏi thăm. Tôi bình quá. Cha an tâm, mình trông cậy Chúa. Ngài làm được tất cả, còn sức thể gian, vậy là quý hóa rồi. Bốn quân nợ chưa? Tính lại cho chị Tiểu và ông Crepani. Cha, Thuận. Tôi nhìn lại đồng hồ. Bây giờ ngài đã vào phòng mổ. Tôi vội chạy vào nhà nguyện, đem theo cả tờ fax vừa mới nhận được. Ngọn đèn nhà tạm màu đỏ thắm vẫn lung linh một cách sinh động. Tôi quỳ xuống, mắt nhìn đăm đăm vào nhà tạm và đọc kinh lạy cha một cách chậm rãi. Chưa bao giờ đoạn kinh "Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" lại thấm thía với tôi như lần này. Xin ý Chúa được thành tựu luôn mãi. Xin ý Chúa được thành tựu nơi cuộc đời của người cha mà con hằng kính mến. Xin cho con sẵn sàng chấp nhận ý Chúa, cho dù không đúng như điều con chờ mong. Tôi cứ lặp đi lặp lại những điều này cho đến khi tâm hồn thật lắng động. Một sự bình an nhẹ nhàng tràn ngập tâm hồn. Tôi đọc lại lá thư của ngài và tự nhiên bật cười. Ông già hay thiệt. Nguy hiểm như vậy mà vẫn còn đùa giỡn. Còn nhái lại kiểu nói đức cha hiểu. Quỷ hóa quá. Và của cha Kim, Đại Điền, Nha Trang. Tôi bệnh quá nữa chứ. Đúng là con người của hy vọng. Mình trông cậy Chúa. Hèn gì mà hoàn cảnh nào cũng vui vẻ và bình an. Quá siêu sao. Ngày hôm sau, tôi vui mừng nghe lại giọng nói của ngài. Tiếng của ngài còn yếu nhưng rõ ràng. Tạ ơn Chúa quá sức. Và ngài cho biết các bác sĩ chỉ lấy ra được có một phần thôi, vì cái bướu nằm ở một vị thế phức tạp, không thể lấy hết ra được. Rồi dặn dò tôi chụp hình Hoa Quỳnh đem qua cho ngài xem vào tuần tới. Tôi liền dâng lên Chúa lời tạ ơn vì người đã gìn giữ cha tôi bình an và sáng suốt sau cuộc giải phẫu phức tạp và kéo dài.
tôi chuẩn bị những điều Ngài dặn dò, và đúng một tuần sau, tôi cùng với hai vị tổng và phó thư ký của Bộ Công lý và Hòa bình đến Boston và trọ tại tòa giám mục. Ngay khi vừa đến nơi, Đức cha Murphy đã dẫn chúng tôi đến thăm Ngài tại Bệnh viện Elizabeth. Ngài nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao, nhưng khí sắc trong đôi mắt vẫn tỏ sáng. Tôi thầm quan sát Ngài nói chuyện và linh cảm có một cái gì không ổn. Đức cha Murphy giới thiệu tôi với các bác sĩ khu vực để tôi có thể vào thăm Ngài bất cứ lúc nào, và chỉ cách cho tôi đến bệnh viện và phòng của Ngài, vì kể từ ngày mai tôi phải tự mình đến đây. Tôi cảm ơn Đức cha Murphy. Và kể từ đó, trong suốt hai tuần lễ, mỗi ngày hai lần, vào buổi sáng và buổi chiều, tôi lấy tàu điện từ tòa giám mục đến bệnh viện để thăm viếng, chuyện trò và dâng thánh lễ với Ngài. Khuôn mặt Ngài tươi hẳn lên mỗi khi tôi đến thăm, và Ngài hứng thú kể chuyện về các bác sĩ, y tá một cách thành thạo, như thể Ngài đã ở đây lâu lắm rồi. Hôm tôi đưa hình hoa quỳnh đến, Ngài nhìn xem một cách thích thú và nói: "Đẹp thật, không biết vài bữa cha về lại, hoa quỳnh còn nở được không?" Tôi trả lời một cách chắc chắn: "Còn chứ, cha nhớ năm ngoái không? Hoa quỳnh nhà mình vẫn còn nở vào tháng 6. Và tâm trí tôi trở về với kỷ niệm khó quên đó. Tối hôm đó, tôi say mê xem truyền hình trực tiếp trận bóng đá Cúp Âu Châu. Cúp này cũng 4 năm mới có một lần như giải bóng đá thế giới. Và đó là lần đầu tiên tôi không xem hết trận bóng vì chờ hoa quỳnh nở. Chính Ngài khám phá ra điều này ngay khi cánh hoa đầu tiên vừa hé nở. Nhờ mùi hương nhẹ nhàng phản phất từ chậu hoa quỳnh nằm ở ban công gần bàn viết của Ngài. Khi Ngài gọi, tôi cứ tưởng chỉ cần đến nhìn qua loa rồi có thể xem tiếp trận bóng đá. Ai ngờ loài hoa kiêu sa này chỉ nở từng cánh một vào lúc trời tối và kéo dài mấy tiếng đồng hồ để toàn bộ cánh hoa được nở đều ra. Ngài hứng thú đề nghị uống nước trà, ăn bánh ngọt để xem hoa quỳnh nở từ từ. Thế là tôi đành tắt truyền hình để cùng thưởng thức với Ngài. Nhưng rồi cuối cùng tôi đồng cảm được với Ngài cái thú xem hoa tao nhã này, và không cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ qua một trận bóng đá nổi tiếng. Tiếng của Ngài kéo tôi về thực tế. "Hiền đọc lại bài 10 điều răn của linh mục chưa?" Tôi vui vẻ trả lời: "Dạ rồi, con thấy nội dung bài này cũng gần giống như tư tưởng tròn Chúa chứ không phải công việc của Chúa mà cha thường nhắc đến. Sống đời sống linh mục một cách trọn vẹn, nghĩa là sống cho Chúa, thì quan trọng hơn làm những công việc bên ngoài." Ngài mở tròn đôi mắt và nói một cách tiếu lâm: "Trình đồ hà, rửa là hiệu ý của cha rồi đó. Chắc xin phép Đức Mẹ kiếu ngào nắm phục được rồi. À, nói tới kiếu ngào, làm cha nhớ là chuyện ông Thung nặng tường ở Phú Cam, để cha kể cho Hiền nghe." Và Ngài thích thú thuật lại: "Ông Thung là một người bình dân, quê mùa, ít học, nhưng được Chúa cho tài nặng tường rất giỏi. Các bức tường thánh ở nhà ôn mề tại Phú Cam đều do ông Thung làm đó. Và nước sơn đến bây giờ vẫn còn tốt. Có một lần ông Thung nặng tường chim bồ câu, bạn bè đến xem đều trầm trồ khen ngợi vì giống như chim thật. Ông Thung liền sung sướng nói: Dạ thưa các em, nói không phải kiêu ngạo chứ, Đức Chúa Trời mà thấy con chim ní á, khỏi cần phải sửa đổi gì lại cả. Chỉ cần thổi hơi một cái
là con chim bay lên luôn đó. Rồi ngài đưa miệng thổi phù vào bàn tay, như thể đang để tượng chim bồ câu trên tay. Cả hai cha con đều phì cười một cách thoải mái, dù đang ở trong bệnh viện. Như dự tính, khoảng 10 ngày sau khi mổ, tôi sẽ đưa ngài về lại Roma. Nhưng sức khỏe của ngài không mấy khả quan. Ngài bị nhiễm trùng nhiều lần, nên sau 2 tuần vẫn chưa xuất viện được. Cuối cùng, ngài đề nghị với tôi. Các bác sĩ, đến bây giờ, cũng chưa biết khi nào có thể cho cha về được. Thầy Hiền mỗi ngày 2 lần đến thăm cha như vậy, thì khổ quá. Quá chừng ngã bệnh nữa, thì càng khổ cho cả hai cha con. Cha nghỉ Hiền tạm về lại Roma, để cha có gì cần ở bên đó, Hiền có thể giúp cha được. Còn ở đây, những ngày cuối tuần đều có chị Hồng, em gái út của cha ở Canada, và người thân của cha tới thăm. Có cần gì, cha sẽ nhờ họ giúp. Rồi khi nào xuất viện về tòa giám mục, cha sẽ bảo để Hiền trở lại đây, đưa cha về. Cầu nguyện nhiều cho cha nghe. Và như thế, tôi trở về lại Roma một mình, với nhiều âu lo về sức khỏe của ngài. Căn nhà thiếu hình bóng và tiếng nói của ngài lại càng trống vắng hơn. Nhưng tôi vẫn tin chắc ngài sẽ trở về lại Roma. Mỗi ngày, nhờ những buổi tâm sự với Chúa trong căn nhà nguyện ấm cúng, niềm tin này càng được củng cố và bình an trong tâm hồn cũng được tràn đầy. Về phần cha tôi, chắc ngài hiểu được tâm trạng của tôi, nên thường xuyên gọi điện về hỏi thăm và khích lệ. Tôi tự nghĩ, đáng lý mình phải khích lệ ngài, một người đang bệnh hoạn, thì chính ngài lại khích lệ, an ủi mình. Nghịch lý thật, nhưng là cả nghịch lý của tình thương nơi cha mẹ, luôn quên mình để làm sao cho con cái được vui vẻ, hạnh phúc. Và niềm vui của tôi càng tròn đầy khi được tin ngài sẽ về lại Roma vào ngày 16 tháng 6. Tôi cũng không cần phải qua lại Boston vì đức cha Murphy sẽ cùng đi với ngài. Hôm đó, anh chị em liên tu sĩ Roma đến phi trường đón ngài thật đông. Có cả đức ông Thụ, Cố Kết, đức ông Khả và các sơ ở nhà Feuer phát diệm. Tôi xin được vào bên trong khu vực lấy hành lý và gặp ngài đang ngồi ở băng ghế bên cạnh đức cha Murphy. Tôi kêu lên thật to, cha, và chạy đến chào ngài. Ngài nhoẻn miệng cười và bảo tôi, Hiền, chào đức cha Murphy đi. Hóa ra niềm vui gặp lại ngài quá lớn khiến tôi quên mất sự hiện diện của đức cha Murphy. Tôi vội chào và giúp đức cha lấy hành lý để lên xe đẩy, rồi cùng đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều vui mừng gặp lại ngài. Nhưng trong lòng không khỏi lo âu, vì ngài ốm yếu và xanh xao quá. Lẽ tất nhiên, tôi cũng nhận ra điều đó. Nhưng vẫn hy vọng ngài sẽ dần dần hồi phục hoàn toàn sau một thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đầy đủ. Với tinh thần trách nhiệm cao độ, ngài trở lại văn phòng làm việc ngay sau khi về lại Roma. Thấy ngài đi đứng vẫn còn khó khăn, tôi đề nghị ngài nghỉ ngơi thêm, và được ngài trả lời như sau. Cha phải cố gắng, chu toàn trách nhiệm mà Đức Thánh Cha đã tin tưởng giao cho. Tất nhiên, chỉ làm theo khả năng của mình. Nhưng như Đức Thánh Cha trả lời cho những người thắc mắc về khả năng làm việc, khi thấy người đi đứng khó khăn, mình cũng làm việc bằng cái đầu, chứ đâu phải bằng đôi chân đâu. Tuy nhiên, đối với việc tiếp khách và ăn uống, ngài đồng ý với tôi,
cố gắng giữ chừng mực để sức khỏe được mau bình phục. Và thật vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, ngài có thể đi lại bình thường và ăn uống, ngủ nghỉ cũng khá hơn. Nhờ đó, tôi yên tâm đến dòng đồng công ở Carthage, Missouri, Mỹ để thuyết giảng trong những ngày đại hội Thánh Mẫu vào tháng 8. Thật ra, lần này ngài mới là người được chính thức mời giảng. Nhưng vì sức khỏe không cho phép, nên ngài giới thiệu tôi thay thế. Suốt mấy ngày đại hội, ngài liên lạc với cha James Đỗ Bá Công tại đây để theo dõi mọi diễn tiến. Và cuối cùng rất hài lòng vì thấy tôi đã không phụ lòng tin tưởng của ngài. Về phần tôi, mặc dù đây là lần đầu tiên phải thuyết giảng trước một cử tọa hơn 5.000 người, tôi vẫn cảm thấy rất tự tin nhờ câu nói thật đơn sơ nhưng nhớ mãi của ngài trước khi lên đường. Cứ bình tĩnh, có cha ở nhà cầu nguyện cho hiền. Tôi tin rằng chính nhờ lời cầu nguyện và hy sinh của ngài mà tôi đã hoàn thành tốt công việc này. Sau khi tổ chức đại hội quốc tế tại Roma vào giữa tháng 9 với đề tài toàn cầu hóa, phát triển kinh tế và việc giảm thiểu nghèo đói. Trong đó có bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Ý là ông Antonio Fazio, một người đã nhờ đọc các sách ngài viết ra mà trở thành bạn thân. Ngài chuẩn bị bài vở để giảng tuần tĩnh tâm cho hơn 40 giám mục và 1.500 linh mục từ khắp nơi trên thế giới tề tựu về Monterrey, Mexico vào đầu tháng 11. Đối với tôi, đây là một chuyến đi nhớ đời. Theo ngài lần này, tôi có dịp chứng kiến tận mắt sự yêu mến và kính phục chân thành của những người đã có dịp tiếp xúc với ngài tại thủ đô Mexico qua những lần giảng dạy trước đây. Được cùng thao thức với ngài về nỗi khổ của nghèo đói và bất công. Khi cùng đi thăm vùng cao nguyên của người thổ dân tại Chiapas. Và cuối cùng được đồng cảm niềm vui với ngài khi nhìn thấy nhiều linh mục tham dự tuần tĩnh tâm, được ơn canh tân, dấn thân, nhờ nghe những chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin, sống yêu thương và hy vọng của ngài trong thời gian mất tự do. Ngài giảng bằng tiếng Tây Ban Nha không được lưu loát như những tiếng khác vì ngài ít khi dùng đến. Nhưng lời nói của một chứng nhân, dù không xuôi chảy, hùng biện, vẫn luôn đánh động được người nghe. Bởi vì họ nhận ra được sự hiện diện của Chúa nơi con người đó. Hay nói đúng hơn, chính Chúa đánh động người nghe qua những lời nói đơn sơ của một người đầy Chúa. Về lại Roma đúng một tuần, ngày 22 tháng 11, ngài lên đường đi Moscow, nước Nga, theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Thaddeus để viếng thăm giáo phận mang tên Mẹ Thiên Chúa ở đây. Nhưng trái tim của người mục tử, của người cha đã thôi thúc ngài dành nhiều thời giờ cho Cộng đoàn Công giáo Việt Nam đang sống bơ vơ ở thủ đô này. Những thánh lễ sốt sắng, những buổi nói chuyện thân mật đã sưởi ấm tình quê hương và củng cố đức tin cho anh chị em sống xa quê nhà, mà đã từ lâu không được có dịp thờ phượng Chúa trong ngôn ngữ của mình. Chính niềm vui và hạnh phúc của họ đã làm ngài quên đi những mệt nhọc của thể xác vì đường xá xa xôi và bệnh hoạn còn kéo dài. Ngài vẫn luôn hy sinh quên mình vì lợi ích của người khác. Vì thế, khi nhìn thấy nét mặt xanh xao của ngài sau khi trở về Roma, tôi không dám nói lời góp ý nào cả, vì sợ sẽ làm nhẹ đi ý nghĩa hy sinh cao cả của ngài. Sau chuyến đi Nga trở về, sức khỏe của ngài đã có những dấu hiệu không tốt. Giấc ngủ ban đêm của ngài ngắn lại và thỉnh thoảng cơn đau trong bụng lại nhói lên. Tuy nhiên, ngài vẫn giữ mức độ làm việc bình thường, nhất là cố gắng tiếp xúc hoàn thành cuốn Compendium về học thuyết xã hội của giáo hội, mà Đức Giáo Hoàng đã tin tưởng
giao trách nhiệm cho Ngài. Cuốn Compendium này đã được Đức cha Crepandi, thư ký của Bộ Công lý và Hòa bình đúc kết hoàn tất, và cha tôi đã giao cho Đức Hồng Y Giovanni Battistare của Bộ Giám mục Duyệt Xét với lời chúc mừng tốt đẹp. Vì thế, Ngài hy vọng cuốn sách này sẽ được ra mắt vào năm tới. Điều này càng làm cho ngày lễ bổn mạng của Ngài thêm ý nghĩa và niềm vui. Vì như Thánh Francisco Xavier ngày xưa miệt mài đi truyền giáo, Ngài tin rằng cuốn Compendium này cũng sẽ giúp giáo hội tiếp tục sứ mạng truyền giáo một cách hiệu lực trong thế giới văn minh ngày nay. Cũng trong dịp lễ này, ba chị dòng Mến Thánh Giá Huế là chị Maria Lê, chị Anne Thu Hà và Madalena Khánh Ngọc đến chúc mừng Ngài. Chị Hà và chị Ngọc được Ngài đặt cho hai cái tên thật lạ tai, Cu Sen và Cu Xét. Đó là câu chuyện Ngài kể lại sau đây. Trong thời kỳ người Việt Nam đấu tranh giành độc lập từ tay người Pháp, một cha già Việt Nam ở họ Đá Bạc gần cầu 2 thuộc giáo phận Huế bị lính Tây bắt giữ vì hồ nghi tiếp tay với Việt Minh tấn công lính Pháp. Quan Tây hỏi cung nhưng chỉ được trả lời bằng hai chữ Cu Sen và Cu Xét, nên đành chịu thua vì không hiểu gì cả, và đành giải Ngài về Huế để nhờ đức cha người Tây hỏi giúp. Sau khi được ăn uống đàng hoàng, cha già liền trả lời với đức cha: "Con có trả lời mà tại quan Tây không hiểu thôi. Ông ta hỏi con có liên hệ họ hàng gì với một người kia trong họ Đá Bạc không. Con trả lời là Cu Sen, nghĩa là anh em bà con. Vì Cu Sen là cousin của tiếng Pháp. Rồi sau đó quan Tây hạch hỏi con đủ thứ chuyện. Con nói Cu Sen, nghĩa là con đang khát nước, vì Cu Sét là do hai chữ Cu Sét là cổ khô. Ông ta không cho con uống nước thì làm sao con nói được. Sợ quan Tây không dành tiếng Việt, con nói bằng tiếng Tây, vậy mà cũng không hiểu." Thế là đức cha cũng phải phì cười, và quan Tây cũng không thể bắt tội cha già là ngoan cố, không chịu trả lời. Nghe xong, cả năm cha con đều cười thích thú. Lập tức, chị Lê hỏi Ngài: "Hai em đều có tên là Cu Sen và Cu Xét, còn tên con là gì?" Ngài trả lời không cần suy nghĩ: "Chị Lê thì có sẵn cái tên rồi, Cu Lê, do chữ Cu Lê đó." Và tiếng cười vang dội cả căn nhà. Ngài vẫn luôn tìm cách mang lại niềm vui cho mọi người. Cũng như mọi năm, đến dịp lễ Giáng sinh, theo lời yêu cầu của đài phát thanh Lido Sài Gòn ở Orange County tại Mỹ, Ngài đọc bài chúc mừng đến mọi người. Nhưng năm nay, lời chúc của Ngài đặc biệt hơn, vì nhằm đáp ứng tâm trạng hoang mang của mọi người sau biến cố khủng bố đánh sập hai tòa nhà chọc trời World Trade Center ở New York vào ngày 11 tháng 9. Bài chúc mừng Giáng sinh của Ngài như sau: "Tôi có thói quen gần lễ Noel rạo quanh một vòng, xem người ta mua sắm, dọn dẹp, mừng lễ thế nào. Năm nay, thành phố Roma không có vẻ nhộn nhịp, mua bán, sắm sửa như trước. Có người nhận xét, vì kinh tế có phần khó khăn, làm ăn vất vả, bấp bênh. Đúng vậy, chưa bao giờ thế giới đón Noel trong hoang mang như mấy tháng nay. Khi những biểu tượng sức mạnh vô địch của kinh tế, tài chánh, quân sự bị sụp đổ. Nhưng một hiện tượng khác
cho chúng ta thấy quần chúng không thất vọng. Nhiều người đi cầu nguyện ở các thánh đường, họ đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Họ sốt sắng chuẩn bị những ngày cầu nguyện ăn chay như Đức Thánh Cha kêu gọi. Họ tự hỏi, chúng ta sống trong thời đại hoàng vũ hóa, phải chăng chỉ thấy cạnh tranh kinh tế, thương mại chèn ép nhau, loại trừ nhau? Phải chăng chiến tranh rộng lớn hơn, khí giới tinh vi khốc liệt hơn, nghèo đói lan tràn thê thảm hơn? Chúng ta lắng nghe những bài thánh ca giữa đêm đông, báo tin Thiên Chúa giáng trần nhập thể ở giữa chúng ta, cho chúng ta được chức phần cao cả làm con Thiên Chúa, được chiêm ngưỡng lòng từ nhân vô bờ bến của Ngài. Hoàng vũ hóa tốt đẹp đã được Chúa cứu thế đem đến cho nhân loại, bình an dưới thế cho người lòng ngay. Tất cả chúng ta là con Thiên Chúa, nhân loại là một gia đình để yêu thương, chia sẻ, vui hưởng an bình, hạnh phúc nếu sống theo phúc âm Ngài dạy. Trái lại, nhân loại phải xáo xuyến, sụp đổ, chém giết nhau khi từ bỏ Chúa cứu thế và sống theo âm mưu gian tà, ích kỷ, bóc lột, vô luân lý. Nhân loại từ hủy diệt. Đêm Giáng sinh, tôi chân thành chúc mừng các bạn. Xin ánh sáng ngôi sao Bethlehem soi chiếu tâm hồn các bạn trong suốt năm 2002 sắp đến, để các bạn sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Hãy mở rộng cửa đón nhận Chúa Kitô, nguồn hy vọng độc nhất của chúng ta. Đêm Giáng sinh, ta có gì để dâng cho Chúa hài đồng? Hãy dâng cả cuộc đời ta, và thế giới sẽ thay đổi khi mỗi người bắt tay nhau cầu nguyện và hành động. Tôi muốn kết thúc bằng một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin hãy đón nhận sự sợ hãi của chúng con và biến nó thành niềm tin. Xin hãy đón nhận những khủng hoảng của chúng con để biến nó thành dịp để chúng con trưởng thành hơn. Xin đón nhận những giọt lệ của chúng con và biến nó thành lời cầu nguyện. Xin hãy đón nhận những chán nản của chúng con và biến nó thành can đảm. Xin hãy đón nhận sự cô đơn của chúng con và biến nó thành giờ phút chiêm niệm thân mật bên Chúa. Xin hãy đón nhận những đời chờ của chúng con và biến nó thành hy vọng. Xin hãy đón nhận giờ chết của chúng con và biến nó thành giây phút phục sinh. Xin hãy đón nhận năm mới 2002 này và biến nó thành nụ cười yêu thương mang an bình đến cho mọi người. Thân ái, kính chào các bạn. Kính thưa quý vị, chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây.
xin mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Dám quanh mình đón nhận cái khổ ra, con đi theo Chúa là hiến thân mình chấp nhận nỗi u sầu, con đi theo Ngài dẫu bao khổ đau ngàn muôn cay đắng, con đi theo Ngài từ bỏ mình đi mà vác cái thập hình, con van xin Ngài hướng dẫn con đi bước theo chân Ngài tiến lên đồi cạn về ngày xưa, con van xin Ngài giúp con kiên cường dù muốn khó khăn, con theo Ngài chẳng hề từ nan, con đi theo Chúa là dám chấp nhận chén đắng không thở than, con đi theo Chúa dù lắm tai họa theo từng tháng năm dài, con đi theo Ngài dẫu bao lòng than buồn đau tê tái, con đi theo Ngài từ bỏ mình đi để sống cho mọi người, con van xin Ngài hướng dẫn con đi bước theo chân Ngài tiến lên đồi cạn về ngày xưa, con van xin Ngài giúp con kiên cường dù muốn khó khăn, con theo Ngài chẳng hề từ nan. Kính thưa quý thánh giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Xin Ngài hướng dẫn con đi bước theo chân Ngài tiến lên đồi cạn về ngày xưa, con van xin Ngài giúp con kiên cường dù muốn khó khăn, con theo Ngài chẳng hề từ nan, con đi theo Chúa là dám chấp nhận hiến thân chỉ vì con đi theo Chúa dù lắm gian khổ đong đầy suốt cuộc đời, con đi theo Ngài chết cho tình yêu để nên nhân chứng, con đi theo Ngài từ bỏ mình đi chịu đau linh thập hình, con van xin Ngài hướng dẫn con đi bước theo chân Ngài tiến lên đồi cạn về ngày xưa, con van xin Ngài giúp con kiên cường dù muốn khó khăn, con theo Ngài chẳng hề từ nan, con van xin Ngài giúp con kiên cường.